Xin chào các bạn. Đây là một con thuyền bằng nhôm đang chở ô tô cảnh sát. Chúng ta xem thuyền có thể chở được những gì nhá. À, chở cả. Đây là một máy bay trực thăng. À, chúng ta cho vào xem nào. Nào, đặt lên thuyền. Máy bay trực thăng nữa nha. Trực thăng đấy. Xanh lá cây. À. Đặt vào đây. Đấy. Xem thuyền chở được nhiều thứ nha. Xe máy này. Sáng chưa? Đậu lên đây. Đậu lên đây. Đấy. Chà chà. Ô tô tải. Chà chà, xem thuyền chở được nhiều thứ nha. Ô tô bê tông. Thuyền chở được rất nhiều xe ô tô. Ô tô thể thao. Màu đỏ chà chà. Hai ô tô. Ở đây. À chà. Mà xem thuyền có khỏe không. Thuyền chở được cực kỳ nhiều ô tô nha. Chở thêm bạn gà nữa. Nào đi thôi, giờ bến cảng này đi thôi. Thuyền đi xuất khẩu đó, xuất khẩu ô tô máy bay đó. Ôi giời ơi, cái này xuống. Nhặt lên, nhặt lên. À, đi thôi. Đây là một con thuyền rất là tuyệt vời. Thuyền trọng tải rất lớn đang đi trên đại dương, chở theo rất nhiều ô tô, máy bay, xe máy nữa. Thuyền của chúng ta thật tuyệt vời. Thuyền đang đi đó. Mênh mông, ai chà chà chà. Thuyền đang đi trong mặt nước đấy. Chuẩn bị cập bến rồi nha. Thuyền chuẩn bị cập bến rồi. Na, máy bay đi thôi. Nào, gà đi thôi, gà lên bờ thôi. Máy.
lên bờ. Ô tô lên bờ. Xe cơ tôi còn lên bờ thôi. Xe ô tô tải đúng 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 lên bờ. Nào, ô tô con ô tô cảnh sát